có mặt rất sớm để cổ vũ tinh thần cho bé Tư và đội rộn ràng nha quý vị nha. Đội rộn ràng là có ai đâu, có ai Bảo Chu, và anh Tống Hào Nhiên. Đó, hiện tại thì trên ghế đeo là có Hoàng Minh Cường. Còn đây là chú Hoàng Minh Cường, đó là chú Nguyễn Thị Cụi. Qua đây nè chị ơi, em đang nói ở đây nè, sao chị cũng không có phương cỡ chưa em? Kỳ vậy trời. Giờ sao bạn em cũng mới đi Malai về mà xin này có vũ mà đội bên kia á, mà trà trộn đây á. Ôi kỳ vậy má. Kỳ vậy. Còn đây là Lucy, Lumi. Đó. Tụi em là bốn đêm là cũng bật rất sớm nha. Đúng rồi, là còn khoảng ở trên là còn khán giả của Sài Gòn Tân Thời. Còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới nhưng mà giờ là nghe nói là nãy bé Tư nói là mời 500 anh em lận mà. 500 anh em lận nhưng mà mấy anh em kia đang trên đường tới. Dạ. Mấy anh em Lô Tô Sài Gòn thở mai cói chứ tao mới cói chung. Sao cái miệng không có làm gì chứ má bật rồi sao má để dưới đó vậy? Không có tay cầm thì trời ơi. Chúc cho bé Tư tối đêm nay sẽ diễn thật tốt, thật hay, cũng như là đội rộn ràng sẽ giành được quán quân. Tại vì Hương Quả đã chuẩn bị hoa sẵn để chúc mừng cho quán quân rồi, thì nhất định bé Tư phải là quán quân. Quán quân. Tại vì đợt trước em đi cổ vũ cho Nam Trà thì Cường Xuyên Việt Nam Trà cũng quán quân. Thì hy vọng đợt này bé Tư cũng sẽ theo cái sự thơm tho của chị Nam Trà. Đó. Đầu tiên là sự xuất hiện của giám khảo nghệ sĩ Minh Nhí. Nghe nói mọi người đang thi hơi ồn á, không biết nghe không á. Nghe không? Tiếp theo xin được chào đón giám khảo. Tiêu chí trên giải quán quân của cuộc thi Cùng Nhau Tỏa Sáng 2023 là trong tiết mục dự thi cuối cùng ba nghệ sĩ. Dạ có, nhưng mà có người không có biết điều gì, ta mặc đồ đen. Cho nên là cho người ta mà mình nên đi. Dự thi đặc sắc có thông điệp. Tụi em hẹn nhau trước chứ. Và cả ba người không biết điều, ta mặc đồ đen. Đoàn kết và lòng tin vào đội của mình cũng như là vào tiết mục dự thi cuối cùng trong Cùng Nhau Tỏa Sáng. Tao biết tao có ý đồ, tự nhiên tao mặc đồ đen. Chúng ta sẽ chứng kiến màn tranh tài kịch tính của cả hai đội 3-1-0. Và dạ không, bữa nay tụi em là em biết là chấp nhận em tin ớt với em đi diễn ủng hộ bé Tư. Gây với trời. Bây giờ tụi em đã hứa với nhau trước đó rồi. Xin phép được ăn bánh mì cái đó bụng. Dạ thì em chúc cho bé Tư nha, người yêu cũ của em đó, thì hôm nay là không có gì hơn là cứ giành giải quán quân đi. Là em hài lòng rồi. Nhiều khi em suy nghĩ là em quay về luôn. Trời đất ơi, thôi trẻ vậy trời. Nói chuyện giống như là hai đứa này từng chung sống với nhau vậy má. Dạ. Dạ đúng rồi, em đi từ Hóc Môn lên tới đây thì cũng khoảng 30 phút thôi. Thì nói chung cũng gần, không có xa lắm. Bây giờ đoạn đường di chuyển từ nhà lên đây thì cũng không có kẹt xe cho nhiều. Trời cũng không có mưa thì thời tiết hôm nay rất là đẹp, thì rất mong là ngày hôm nay cái việc thuận lợi như vậy thì rất mong là bé Tư sẽ giành giải nhất của chương trình tối đêm nay nha. Quả thật đây là một tiết mục mang đến rất là nhiều cảm xúc, đặc biệt là trong mùa lễ Vu Lan này. Còn với ban giám khảo thì không biết là nói nó bị chụp liền lại lời nhận xét như thế nào để gửi đến cho tiết mục này ạ. Đầu tiên em nói chị ha là sao 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 đó là tiết mục của đội rộn ràng. Đi 5 ngày 4 đêm, vào 7 đi ngày, vào 7 đi vào 3. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đi lâm nương nha bạn. Tại em nói chung mình nói vậy, em ít đi chơi, em ít khi nào. Em ít khi nào mà em nói lắm, chỉ đi cả chừng nào mà up hình đi rồi mọi người biết. Chứ để đi cái mắc công mình nói cái người ta nói mình khoe. Em không thích vậy. Có 4 ngày 3 đêm mà con nó nói thêm. Thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục đi cũng vui mọi người, nhưng mà đi hơi mệt, đi tour hơi mệt. Cùng Nhau Tỏa Sáng do đạo diễn Minh Nhật dàn dựng và xin cảm ơn tất cả những người hỗ trợ trong tiết mục vừa rồi ạ. Dạ có, tại em đang xin. em đang xin nhà tài trợ. Mà mong nhà tài trợ ok. Dạ. Dưới phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật và cùng với biên đạo nghệ sĩ ưu tú Đàm Đức Dừng, Hà Long, Điền Bùi và không nghe. À, có mấy tấm mà em đăng hết rồi. Ừ. Và thưa quý vị, cả hai đội 3-1-0 và đội 3-1-0 đã hoàn thành phần thi của mình. Rất là nhiều sự cố gắng và nỗ lực đúng không ạ? Đói bụng. Dạ, chị hỏi là gì? Em nói đó để có được để có thể đứng được trên sân khấu tối ngày hôm nay thì cả hai đội đã dành tất cả những cái gì tao nói gì với chị đó, và những gì bà nói gì má, bà hết văn rồi, bà hết văn mà phấn đấu sắp hỏi không ngừng nghỉ
Nè mọi người phẩm giống một nhân vật đã lâu rồi chưa xuất hiện nha mọi người. Nhưng mà hôm nay xuất hiện là có một số cái nó thay đổi, nó mới hơn đó mọi người. Mọi người để ốm hơn thôi à. Ốm hơn rồi xong lội cái lỗ mũi dài hơn nữa. Ốm hơn. Nó mới được chuyển giới vậy phải không? À, đâu có chuyển giới gì kỳ vậy. Dạ hello mọi người, chào mọi người. Hôm nay thì tụi em đến ủng hộ bé Tư tham gia một cái cùng nhau tỏa sáng. Ờ đúng rồi ha, không có hẹn luôn á, cái này là tụi em là vô tình hơi giống nhau luôn á. Mà có biết không vậy? Không. Người hẹn thì không mặc nè. Ủa vậy hả? Không, thật sự không biết. À. Nhắc rồi nhưng mà không thèm mặc. Vậy là cố tình rồi. Nên đi về hoặc là ngồi chỗ xa ra chứ đừng có ngồi chung với nhau ha. Dạ em gửi lời chúc cho bé Tư là rất nhiều luôn, là em mong muốn là bé Tư hôm nay phải tỏa sáng và giành giải quán quân. Đội của bé Tư là sẽ giành giải quán quân. Dạ đúng rồi, không mà dạo này em nói linh lắm, em nói đâu là chúng đó đó. Hôm bữa em nói qua hậu cũng vậy đó. Thành ra là em hy vọng là lần này em cũng là chính xác luôn, là bé Tư sẽ là, đội của bé Tư sẽ là quán quân. Dạ. Cái gì vậy? 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 Cái gì vậy?